Vào sáng ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động quận 4 phối hợp tổ chức hội thi thợ giỏi ngành da giày quận 4 lần thứ 5 năm 2022. Hội thi thu hút 20 đội với 40 thí sinh là lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất trong và ngoài quận tham gia. Các đội tranh tài ở hai phần thi: lý thuyết về lịch sử nghề nghiệp, kiến thức pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Và phần thi thực hành hoàn thành một đôi giày nam hoặc nữ thành phẩm theo các thông số kỹ thuật cụ thể của ban tổ chức đưa ra. Cơ cấu giải thưởng năm nay thì ta sẽ có cái 10 giải, một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và 6 giải khuyến khích. Mục đích là để động viên tinh thần các đội thi để các đội tích cực tham gia phát triển sản xuất. Đây là lần thứ 5 quận 4 tổ chức hội thi nhằm tôn vinh những đôi tay vàng của những người thợ thủ công, đồng thời quảng bá sản phẩm giày da, kết nối sản xuất và tiêu thụ.